Xin chào quý vị và các bạn. Gió mùa tràn về, miền Bắc chuyển lạnh. Còn các tỉnh thành miền Trung đối mặt với mưa lớn kéo dài, tình trạng ngập úng còn xảy ra tại nhiều địa phương. Cụ thể, ở miền Bắc, không khí lạnh có cường độ mạnh tràn về, trời nhiều mây và có mưa rải rác ở phía Đông Bắc Bộ. Nhiệt độ theo đó giảm dần. Cao nhất trưa chiều nay phổ biến dưới 25 độ, trời chuyển lạnh. Sau đó, từ đêm nay trời chuyển rét diện rộng. Đây là đợt rét đầu tiên trong mùa đông năm nay. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến từ 16 đến 18 độ, vùng núi là từ 12 đến 14 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Tại Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng kết hợp của khối không khí lạnh tương tác với địa hình đón gió và nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa diện rộng. Vùng mưa lớn tập trung từ Quảng Trị đến Đà Nẵng nên tình trạng ngập úng còn tái diễn. Ngoài ra, người dân cần đề phòng mưa lớn có thể gây sạt lở đất đá, lũ quét ở vùng đồi núi. Do có mưa và không khí lạnh nên trời chuyển lạnh ở phía Bắc với nhiệt độ cao nhất từ 23 cho tới 25 độ. Càng về phía Nam, các tỉnh Nam Trung Bộ nhiệt độ tăng dần, cao nhất đạt mức 28 đến 31 độ. Từ đêm nay trời chuyển rét ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên là 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ cao nhất và trưa chiều phổ biến từ 31 đến 34 độ và có nơi cao hơn. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, do ảnh hưởng của không khí lạnh ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên thủ đô Hà Nội sáng nay còn có mưa rải rác, đến trưa và chiều thì trời chuyển khô ráo. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc nên nhiệt độ giảm nhanh, cao nhất trưa chiều phổ biến dưới 24 độ, trời lạnh và từ đêm nay trời rét. Đối với thành phố Đà Nẵng, trong ngày và đêm nay vẫn có mưa, có lúc mưa vừa mưa to. Người dân đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm do mưa lớn kéo dài gây ra. Do có mưa nên nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay ở thành phố Đà Nẵng phổ biến chỉ khoảng 26 đến 27 độ. Từ đêm nay, nhiệt độ giảm thêm. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh thành miền Nam đang dần bước vào những ngày thời tiết đặc trưng mùa khô nên trời phổ biến ít mưa. Ngày có nắng từ sáng sớm kéo dài cho đến chiều muộn với nhiệt độ cao nhất ở mức 33 đến 34 độ. Cảm giác oi nóng xảy ra vào trưa chiều. Từ đêm nay 25 tháng 11, các tỉnh thành phía Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Nên trong đêm nay và sáng mai, ở phía Đông Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể đi kèm trong cơn dông. Từ ngày mai 26 tháng 11, khu vực Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời rét. Đến đêm mai, trời sẽ chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến là từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 12 cho tới 14 độ và vùng núi cao dưới 10 độ. Còn nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ.
Tại Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng kết hợp của khối không khí lạnh với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, nên các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và dông. Người dân cần đề phòng mưa lớn cục bộ còn có thể gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa và không khí lạnh nên nhiệt độ giảm mạnh tại đây, đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân. Từ đêm ngày 26 tháng 11 trời rét, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 19 đến 22 độ, có nơi cao hơn. Tại các tỉnh thành từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất cũng giảm, chỉ còn từ 25 đến 28 độ và có nơi cao hơn. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ trong 3 ngày tiếp theo, khu vực phổ biến ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất tại khu vực Tây Nguyên ở vào khoảng 26 đến 29 độ và có nơi trên 30 độ, còn thấp nhất ở khoảng từ 18 đến 21 độ. Khu vực Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 23 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều trong khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ tối và đêm ngày 25 tháng 11, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Từ ngày 26 tháng 11, ở khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Ngoài ra, khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa.